Thầy giáo sáng tạo cách gọi lên bảng, khiến học sinh chỉ biết khóc thét. À, bữa nay thầy sẽ dùng quy tắc là họ hàng thân quen đi. Họ hàng thân quen đi. Ai trùng họ với thầy sẽ lên cho bài. Ai trùng họ với thầy sẽ lên cho bài. Gọi tên học sinh theo danh sách để lên trả bài thì quá bình thường. Thầy giáo này có cách gọi học sinh trả bài theo cách riêng là gọi học sinh cùng họ với thầy. Mới đầu năm học mà thầy dí quá. Cách làm này cũng khá thú vị, khiến cả lớp bật cười. May là mình không cùng họ với thầy. Thầy nghiên cứu danh sách rồi, lớp 41 đứa chỉ có 2 đứa trùng họ với thầy thôi. Đó là em là ai? Phan Cẩm Ly lớp trưởng với lại Phan Thị Cẩm Tiên. Rồi hai em lên đi. Thầy chúc mấy đứa nữ có ngày 20 tháng 10 vui vẻ nha. Rồi càng ngày càng xinh đẹp với lại học giỏi. Đầu tiên là thầy bắt đầu trả bài. À, do hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam cho nên cái bàn nào á mà toàn nam hoặc toàn nữ thì không có trả bài. Cái bàn nào mà có nam và nữ á thì nam trả bài, nữ lấy điểm. Rồi tới ngày phụ nữ Việt Nam mà thầy cũng bắt trả bài. Ngày này nên thầy không cho mấy bạn nữ trả bài, mà thầy bắt cặp để gọi lạ lắm à nghen. Mấy bà nữ được thầy ưu ái, nhưng mà đúng kiếp nạn của mấy ông nam. Bàn mà nam với nữ thì nam bị bắt trả bài. Ai điểm cao thì thấy lấy cho cả hai, còn điểm thấp thì nữ không cần lấy. Nước đi này không ai tính lại thầy luôn. Đọc của chương 3. Rồi lấy dây 1 điểm. Rồi số cặp thứ hai, chị Nguyên với Tiết Mai. Chị Nguyên câu hỏi dành cho chị Nguyên như sao? 2 + 2 = mấy? 4. Giỏi, và Tiết Mai được 10 điểm. Cảm giác sao ly gì? Cảm giác sao? Dĩ nhiên là mình có hy sinh công viên phụ nữ rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ chơi hình thức như thế này. Cảm ơn hả chơi. Cái hình này là sẽ rất là vui cho các em. Bây giờ lớp mình là 45 mà trong đó 25 nam. Thì yêu cầu mỗi nam sẽ bắt cặp với một người nữ. Và sẽ có một cặp là có một hai cặp là trong đó có hai nam một nữ. Được chưa? Không được là cặp đó không được là nam không, cũng không được là nữ không, mà phải có một nam một nữ. Rồi thì cho các em trong vòng 1 phút để đổi. Nghe nha, qua yêu cầu nha. Khi làm bài kiểm tra, hai người sẽ làm cùng một bài. Cũng có một thầy khác trong ngày 8 tháng 3 cũng cho bắt cặp để làm bài kiểm tra. Mấy ông nam cũng không tránh khỏi kiếp nạn làm bài điểm thấp thì tự mình hưởng, điểm cao thì bạn nữ cũng lấy. Nhiều bạn nữ tỏ ra thích thú, còn các anh nam thì thôi xong chuyến này. Giang Cư Mận cũng rất thích những cách trả bài mới lạ này của các thầy. Chỉ ước được quay về lại thời còn đi học cùng bạn bè thầy cô.